These are those moments I don't think anybody else is going to forget. Các thành viên team Forte họ đã quắc được xuống cục Secret và họ đang muốn di chuyển cả Ram nữa cơ. Nhưng Ram đang là vị trí Green Z ở đây. Double kill dành cho Green Z với chip gồm CZ 75 thôi. Các thành viên team Forte còn đó là 35 giây đấy. Họ có vào cục bom CB hay không nào? Nhưng các thành viên bên phía của team Forte không trả được vào. Tuy nhiên thì Golden lại hơi tò mò thế này. Đẩy ngược cho bom xe A. Double kill cho Green Z. Triple kill dành cho Green Z rồi. Rất đen cho các thành viên bên phía của team Forte. Đánh đâu không đánh, lại đánh vào vị trí của Green Z thì đó thực sự là sai lầm. Và cuối cùng thì Golden hạ gục Seri đem về round thứ tư cho Fnatic. Đây sẽ là một round full bài của Forte. Và round thi đấu thứ 7 đến rồi. Một cú rớt nóc sai lồ. Kusa có 3 mạng rất dễ dàng ngoài cục outside rồi. Bất kỳ một sự support nào của đồng đội, Faker Rex vừa rồi đã quá tự tin. Quan nhìn thấy tình huống vừa rồi không? Một tình huống repick đến từ vị trí Kusa anh ơi. Không phải là không phải gọi là repick em ạ. Mà đó là một tình huống mà Kusa giặt ra và bắn một phát vào mồm của Xeeper. Trong đó Xeeper đã kề một cái góc rất là đẹp với cầu ọp, nhưng anh không hiểu làm thế nào Furusa vừa rồi có thể bắn nước mặt của đối phương. Chúng ta cũng phải nhìn lại xem một lần cho kỹ anh ơi. Furusa hơn AK thôi, có đến 2 mạng đến từ vị trí Furusa. Muốn pick người lấy lợi thế cho team, nhưng mà trên Heaven có ZW. Lần này thì Z-Power đã là người có mạng rồi. Không phải có một tình huống đổi mạng đến Dream Z. Double kill dành cho Z-Power. Và bây giờ thì đến với cả đầu pistol rồi. Chana nhanh đến cái điểm team Fnatic rồi. Bunny là rất kéo, một mạng, hai mạng dành cho Faker Rex. Đó là triple kill dành cho Faker Rex. Một round đấu chỉ diễn ra trong vòng có 15 giây. Một tiếng hơi tò mò nhưng Faker Rex đứng rất đẹp. Một mạng, hai mạng và không có mạng thứ ba dành cho Faker Rex rồi. Toàn mặt mà thôi. Suýt chút nữa thì Faker Rex đã sắt đào hoàn toàn được đội hình Fnatic. Nhưng nếu như đó là một tiếng có 3 mạng, bởi vì các bạn thấy rằng Faker Rex mà có mạng thứ ba đồng nghĩa với việc đó là một tiếng 4v2. Và liệu cũng phải là một round eco thắng hay không đây? Jerry đang bắt đầu back xuống. Nhưng Jerry nên chờ những người đồng đội của mình. Không cần phải quá vội vã. Golden vừa headshot được Blitz. Jerry hạ gục được Bolin. 3v4 hoàn toàn thể làm được. ZW đang góc đứng thì nói là khá quái. Double kill với cổ vừa lóc dành cho Golden. Nhưng Amazer có được cho mình mạng của ZW rồi. 2v3 và có AK dành cho Golden round này. Golden cần phải làm gì đó khi mà người đồng đội của anh Crimson chỉ có một cổ P50 mà thôi. Đang cố gắng và chúng ta cũng chờ xem. Dream Z hạ gục đa bao giờ. Góc đặt bom rất đẹp. Dream Z có double kill với P50. Jerry yếu lắm rồi. Jerry chỉ còn lại cho mình 13 máu. Lao qua smoke với Jerry. Không thể lao qua được. Bây giờ thì đó là triple kill dành cho Golden với cầu Glock. Chơi theo kiểu tay to của Fnatic thì hiện giờ mới chỉ có 9 mạng. Trong khi đó thì những player còn lại của Fnatic thì rất nhiều người đang có cho mình đến 22 frag. Z-Power và Faker. Hai cái tên mà hai anh em mình vừa nói xong ở round thi đấu trước thì đã xuất hiện ngay ở round thi đấu này. Bản này đang rất giống rất giống mắt đầu tiên, đúng không? Chuẩn xác luôn anh ơi. Fake crack lên cũng như là anh chàng Jerry đã có những tình huống kẹp và hook ram cực kỳ chuẩn xác. Round thi đấu chiến thắng bên phía team Forte. Ram là những Super hơi liều lên. Fake crack đã hút xuống xa rồi. Đã hoài người bò lên ram thì ok là quá đẹp. Và Super bắt được vô lên. Đó là cuộc kill hay không đây, lao lên luôn. Và đó là double kill anh Power. Một mạng, hai mạng đến từ Cream Dead. Nhưng mọi thứ vẫn đang là quá khó khăn. Đến khi nữa, có xe vào trong bên 3 player. Cream Dead đang trụ lại trong bom. Quả flash đem ra là khá tốt. Còn giờ thì Cream Dead hạ gục được Blitz. Tình huống đưa về là 2v2. Hoàn toàn để xử lý được. Tiếp tục lại là Cream Dead. Cái gì đang xảy ra vậy? Chỉ lại một mình Power thôi. Seaver đang cố gắng nhưng giờ Cream Z vẫn đang lẩn rất khéo trong cung bóng sai. Và đó là triple kill dành cho Cream Z. Không thể tin được Forte lại có thể thua một round đấu như vừa rồi. Và Cream Z đã bắn cực kỳ xuất sắc với khẩu đe trên tay. Round thứ 2 thuộc về các thành viên team Fnatic. Và đây là key round. Lần này thì Forte muốn đẩy mid thật rồi. Z-Power có được một mạng nhưng lòng mid vẫn còn một người nữa. Z-Power có double kill cùng với khẩu AWP. Đúng rồi. Bom đặt đẹp về nối chàng. Bây giờ thì sao đây? Blusa nằm xuống với Z-Power. Diệp lưu liệu clutch được hay không? Bắn đi về là cực kỳ dẻo.
Jamie hoàn toàn thể làm được khi mà trên tay của anh có một khẩu họp. Bom được đặt là đẹp và giờ thì quyết định thảm mình chạy thẳng ra khu vực connector. Trong đó đội bộ đôi bên phía Forte với việc biết rằng là Jamie bắn họp thì họ sẽ phải từ tốn hơn rất nhiều. Họ sẽ trích choác và nhá đi mất rất nhiều thời gian. Nhưng JW đang xử lý có thể nói là cực kỳ quái. Đây rồi, JW chúng ta đây rồi. Không ai có thể đoán được JW. JW tuyệt vời luôn. Và giờ thì lộ tiếng rồi. Bắn trượt đến từ JW. Tiếp tục thì có mạng của C-Power. Làm được, đây rồi. Và đó là tất cả kill này của JW. Một pha xử lý hoàn hảo với mặt Tam Minh. Có lẽ sẽ một tục đánh B chăng? Không, vẫn chỉ là hầu lại Vít và Toy. Trong khi đó đến bên phía Forte thì họ đang đẩy ngược ra cũng bị sót. Amazer đẩy ra nhưng Amazer chỉ có một khẩu USP và thôi. JW liệu tham minh có sai hay không? Lusa có mạng của Jerry. Và giờ thì JW check dưới, chắc chắn sẽ check dưới. Ui dồi ôi, ôi dồi, ôi, ôi, đúng bản chất của JW rồi. Đặt đây và đó là G-Power. Jerry hạ gục điểm JW rồi, chỉ còn lại một mình Flutza thôi. Flutza nhìn thấy người cầm bom và bom đã rơi rồi. Tình huống vừa về là 1v1, Flutza xử lý như thế nào đây? Khi mà trên tay Jerry đang là một khẩu S-gun ăn vàm, bắn xa sẽ cực kỳ lợi hại. Quả lửa trả ra là cực kỳ thông minh, nhưng có vẻ như Jerry đang chơi đến cùng với cả Flutza. Đang căn tham minh để lao vào bắn nhau luôn. Flutza biết điều này, giờ thì Flutza bắn trước, nhưng không bắn trả ra rất tốt. Flutza có một mạng, không có double kill khi mà Flit bắn đi gồ quá tởm. JW bắn trượt một viên, trượt viên thứ hai từ JW, và rồi viên thứ ba vẫn trượt đến từ JW. Vâng, thật sự là khó hiểu với tình huống bắn scout vừa rồi từ JW. Mạng của JW ở trong round thứ ba. Ở bên phía Team Fnatic họ đang dẫn trước số 4-0 rồi, và đây một tình huống spam xuyên smoke với khẩu scout cho nó cẩn thận. JW vừa rồi đã có những tình huống phản xạ là rất nhanh luôn. Có dịch mạng của Jerry rồi, bà vết tài sẽ làm tụ đánh vào bóng xe B 27 giây, nhưng còn đó là Brolin ở trong B và không một ai bên phía của Forte biết điều này. Forte nghĩ rằng nhiều thời gian đến từ anh chàng Golden. Đây là pha của Fake Rack lộ tay, Fake Rack không hề biết điều đó. Nhưng không có mạng thứ hai thì Golden cũng trong tình huống chất lượng. Các bạn thấy rằng Golden không có giáp vừa rồi, nếu như mà thường bắn một viên vào người nó sẽ bị lật tâm. Golden hạ gục điểm Jerry rồi, và Golden, và đó là ba mạng dành cho Golden. Echo Slayer là đầy chữ đầu, và liệu rằng có mạng thứ tư hay không đây khi Amazer đang đẩy ra rồi. Golden ơi, không được gì ở trong anh ơi. Golden đó là Quara Q dành cho cậu vàng, sẽ làm tụ đẩy ngược ra mid. Và giờ Flusa sẽ đặt bom đánh công, và tình huống sẽ đưa về đó chính là 1v2, nhưng Flusa vẫn có giáp và còn nguyên 100 máu. Check rất kỹ từ Flusa, biết rằng là không có ai ở đây cả. Rồi là cũng đặt bom đến Flusa. Ây lo có người, Hà Minh đẩy ra ném lửa nhưng không kịp nữa rồi. Và quả smoke này giúp cho Flusa có thêm phạm vi di chuyển. Nhìn thấy đối phương dành cho Flusa, đồng biệt bắn chọc đầu, hạ gục được C-Power. Không đoán được player thứ hai. Kill dành cho Flusa. Tỷ số là 13-5. Flusa hoàn toàn thể làm được. Rất là bất ngờ trong round đấu này. Một mình Flusa và quả flash để trả ra, có mũ ấy không? Quả flash là chất lượng, chết được C-Power. Và giờ thì đánh ngược lên cùng bom xe A chẳng. Thành công đến từ Flusa. Lại là cái tên Flusa bên pha xử lý có thể nói là đã cực kỳ to. Lần thứ hai player của bên phía Team Vic nhìn kiểu tham mình của Tham Sen đi. Trong khi đó đúng thích tính như cái tên Sison, cái tên mà tôi đang rất ấn tượng ở giải thi đấu lần này. Rõ ràng là bắn ốp bên phía T-Side Inferno chưa bao giờ. Rõ ràng AZ vẫn luôn là một cái tên mà ta phải đánh giá cực kỳ cao cho đội hình của bên phía Team Not. AZ gần giống với từ EG nhỉ. Vừa rồi là bốn mạng dành cho tên AZ. Rất tốt. Bom sai A. Bom rơi tình huống đó là quá khó dành cho tình Bích có thể làm. Ui. Bắn thế thì chịu. Team Bích họ có retake được quả bom này không đây? Rất khó dành cho các thành viên của bên phía Team Bích. Buff flash tràn vào luôn rồi. Khẩu ốp không bao giờ dùng khí diện đợi retake. Bỏ chay lên mà thôi. Gì và giờ đi get có thứ double kill, cái quái gì vậy? Và bắn trong mù lòa vỡ đầu Kito, chứ không thể tin được tiếng vừa rồi mà cờ vị trí ở get, và tỷ số là 15-8 đến được các thành viên của bên phía Team Not. Mất đi một người, và nếu để thua trong round thi đấu này, round thi đấu sau thì họ sẽ yếu tiền, và mạng tiếp theo dành cho với chỗ get. Lần này quả nết đã phát huy tác dụng, nhưng mà mạng thì lại liên tục dành cho Not mà thôi. Vị trí này Sison vẫn đang muốn cường. Sison lại có một tiếng bắn hay không đây? Sison đang muốn làm gì đó, và cơ hội đã đi qua đến từ tên Sison rồi. Sison sờ mốc lại đẹp đẹp, đồng nghĩa với lộ vị trí. Sison đổi một, Sison nằm xuống ghét đem về mạng thứ hai. Bây giờ Santares ở đây, nhưng ghét đã đem về mạng thứ ba rồi.
Jumbi đang cố gắng làm một điều gì đó. Tuy nhiên thì vẫn chưa có góc bắn dành cho đội trưởng cây Jumbi. Bắn yếu như được Kito mà thôi. Hai ốp retake. No hope. Chắc chắn là no hope dành ML và Kazunbi. Hai ốp retake cả và tôi cũng chịu luôn. Cây Jumbi hạ công điện Tizian và giờ đi Saison. Bắn lỗi hơi nhiều nhưng không sao. Cây Jumbi, cái gì vậy? Cây Jumbi định gỡ luôn nữ Protect. Ui, quả sờ mốc như thế này thì chịu. Not và Big uống mà MSL gần như lượng đam gây lên ở bóng xa bằng con số 0. Lần bỏ chay lên mà thôi. Kito và bắt tìm được lại cái gì và giờ đi Gate có thể double kill cái quái gì vậy. Pha bắn trong bù loà vỡ đầu Kito chứ không thể tin được tiếng vừa rồi. Sipo kê lại góc một góc của khu vực Bito bắn ngay vào mặt của Obo. Những góc như vậy Sipo chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội đâu. Và như vậy thì tình thế đang là 2-4 dành cho bên phía Complex City. Họ có lợi thế về súng ống nhưng mà lượng người thì chỉ bằng một nửa. Chúng ta hãy cùng chờ xem là bộ đôi Config cũng như là Poison sẽ xử lý như thế nào trong cái tình huống này. Nếu mà để đánh giá thì Complex City tay to hơn rất nhiều so với Na'Vi. Nhưng thời điểm hiện tại thì Na'Vi đầu tiên họ đang gặp một cái khó, đó chính là họ không thể giao tiếp trực tiếp với nhau. Và ở trong những trận thi đấu online này thì sẽ có một chút bị delay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chờ đợi cái di chuyển ra này. Đã Simple làm hai. Và bây giờ thì Simple biết người cuối cùng ở đâu. Poison muốn Simple dắt ra. Nhưng đó là hai mặt dành cho vị trí của Simple. Tổng cộng là 3. Và đúng là Complex City họ không lên thật. Nhưng bây giờ thì sẽ lại di chuyển lầu, phát hiện ra được đối phương và Simple nhìn thấy trên lầu A vẫn còn người. Electronic đã quay mặt rồi nhưng là một tình huống Electronic bị spam. Simple làm hai ở dưới pit vẫn đang có và tình huống đã là 3-4. Đã gài được vị trí của Blamef xuống pit. Lần này thì Simple đã rất khôn ngoan khi không chơi dưới pit và chơi trên khu vực nghĩa địa. Một bất ngờ rất lớn dành cho các thành viên bên phía Complex City. Giờ Simple vẫn đang giữ cho mình một góc rất đẹp trong cuộc bóng xe A, là một chất đặc biệt. Bắt đầu trả flash lên boiler rồi. Obo đi một mình và Obo bị lộ. Simple là người bắt được đi vị trí của Obo. Ở boss CB đang là Boomish solo với một quả lửa. Cần có sự backup đến từ đồng đội vào đây rồi. Flamey đang dần dần có mặt. Một quả smoke đã được trả ra. Boomish có vẻ như có cái gì đang muốn đẩy qua smoke. Một quyết định sai lầm khi Boomish sau quả smoke là có cho mình 3 mạng và đó là 4 mạng dành cho Boomish. Quả là kiều rất đơn giản mà thôi. Ba boiler có vẻ như muốn vào của bóng xoay B thật rồi. Na'Vi sẽ phải chống chọi bóng xoay B trong tình huống này. Flash là rất trắng và giờ thì bom mage phải lùi về, không còn lửa nữa, bắt đầu tăng vào bom xoay. Cần phải check cái vị trí này của bom mage nhưng không ai check cả. Bom mage làm đôi, bom mage làm ba rồi. Và bây giờ nữa ba con như vậy thì rất khó cho Na'Vi có thể di chuyển vào cái bài đánh này. Giờ thì Na'Vi có vẻ như họ muốn di chuyển lên từ khu mid nhưng không hề có bom mìn nào đâu. Bắt đầu sẽ là những tuống tràn chảy. Đây là Obo có cho mình cái mạng thuộc về Mỹ. Double kill là dành cho Obo và tổng cộng thì đó là 4 mạng thuộc về Obo. Trong cái round thi đấu này, 4 người của họ sẽ set up full bài vào khu vực bóng xoay B. Ở bóng xoay B đang là khẩu op của Poison cũng như là sự hỗ trợ của Blamef. Và bây giờ thì Poison có cho mình được một mạng. Tràn vào tiếp đi, Na'Vi sẽ cống mạng cho Poison đó khi không có quả flash nào cả. Nhưng Flaming bắn tay là quá to. Một quả flash được bung ra là rất chuẩn và Blamef sấy cho mình được 3 cái mạng liền. 50 giây. OB chỉ có 2 người thôi nhưng mà cái ông Simple lại đi ra. Lửa chưa ném vào rồi nhưng Simple làm cái trò gì vậy? Và có vẻ như đây sẽ là dấu chấm hết dành cho thành viên của bên phía team Na'Vi. Bombage đổi mạng rồi. Có con fake hết sau đi Perfecto. Và giờ thì vị trí của Bombage yêu máu. GG well play. Mà đang chứng tỏ được cái lợi thế của mình. Bây giờ thì bắn nhau rất nhiều khu vực ra và đó là Blamef có cho mình được 2 mạng. Đối đầu với Electronic, tình huống đang là 1v1, ai sẽ có chút công kill đây? Và đó là Blamef tỏa sáng với tình huống clutch. Round thắng thứ hai dành cho bên phía của Complex City. Đây là một tình huống chơi an toàn tới từ cái tên Poison. Nhưng Simple đã nhìn thấy thì phải. Nhưng Poison headshot thành công với chủ Simple. Electronic nằm xuống bởi Blame. Bộ đôi chơi game của bên phía team Na'Vi đã bị hạ gục rồi. 3 người còn lại giờ thì làm gì đây? Thôi sao mất đi Electronic. Với Simple là anh em đều biết cái điểm không lành dành cho Na'Vi rồi. Bây giờ 3 người còn lại của Na'Vi sẽ xử lý như thế nào đây?
tụ tập hết ở khu vực A-Long và đang có một tổ ong Poison kê lại. Poison nó bắn là không trượt một viên nào cả. Úi giời, đó là quả là kêu dành cho Poison. Mì, rất khó để xử lý và đối phương đã nhìn thấy được anh ấy ở đâu. Thôi xong rồi, đặt bom về shot tới từ Poison. Chúng ta sẽ cùng xem pha xử lý này của Flamey nha. Flamey kẹt trong một tình huống clap 1v2 trên người của anh ta không có kit. Và bom thì đang được đặt đẹp về khu vực shot cơ. Cả hai thành viên của Complexity đang di chuyển ra khu vực shot rồi. Và Flamey cần phải bắt được Poison ở khu vực shot. Giờ thì đấu chọc đầu đây. Cầu ỏm em ho ừ. Flamey có một đạn rồi và đó là clap thành công đến từ Flamey. Lửa tràn đang quá cháy trong cái round thi đấu này. Hai mặt một tiểu clutch gần như là không tưởng, khi mà cả hai người còn lại của Complexity đều đang có những vị trí đẹp. Cùng với đó là Flamey không có kit, nhưng mà điều không thể đã thành có thể khi Flamey đã mang về cho Na'Vi round thắng thứ 13. Electronic đủ mặt bố bố rồi. Và Simpo đã chạy được tình hình của quả smoke lôi. Simpo có double kill. Sơ thì sẽ làm uống 2v4. Vẫn đang là cái tên Simpo của cửa beat. Chờ đợi một khoảng tâm minh di chuyển ra và nhặt được bom tới từ Poison rồi. Và một phong cách chó điên nhanh như điện xe rất quen thuộc đến từ Simple. Và giờ thì lợi thế dành cho Na'Vi trong một round thi đấu mà họ hát bài. Chỉ với khoảng FG Nano 3 cũng như là off xếp từ round thi đấu trước thôi. Nhưng mà họ đã mang về rất nhiều lợi thế. Thậm chí là Flamey còn thu hoạch được về thêm một khẩu AK nữa. Lợi thế là rất nhiều dành cho những người Nga. Và Complexity 2v4, một tình huống rất khó khăn. Nhưng bộ đôi còn lại là Rush cũng như Poison buộc phải xử lý tình huống này. Tỷ số bây giờ đang có thể sẽ là 15-8 dành cho bên phía Na'Vi. Một round đấu mà Simple đã làm rất tốt. Simple ở đây, triple kill. Poison đã bị kết thúc bởi bomb miss rồi. Na'Vi nha. Nhưng mà nếu như Na'Vi mất người thì sẽ khó để retake quả bom này. Config và Rush đều đang yếu máu. Và giờ thì Complexity bên phía của Na'Vi đang vào rồi. Một mạng dành cho bomb Mage. Poison sẽ là key player. Và giờ thì ở outside đang là Simple. Nhưng bomb Mage sẽ shot được Poison rồi. Tôi xong. Config ở đây và đó là GG. Well played.